trong địa đạo du kích đặt nhiều hộp trong, bình thường du kích sẽ lót một tấm dán để qua lại hoạt động. Khi phát hiện có đối phương xuống được địa đạo, du kích đi qua rút dán, sau đó ngụy trang đối phương sờ ý lọt xuống hầm trong. Mình chào mọi người và các bạn đã quay trở lại kênh Giác Tùng nha. Hôm nay thì mình đang có dịp mình đi đến Củ Chi này, mình sẽ tham quan địa đạo Củ Chi. Và đồng hành với mình hôm nay là có Red Triệu TV và TBL. Hả? Xin chào mọi người nha. Chịu đã trở lại với kênh anh Tùng. Đây là TBL V90 hả? Chào cả nhà, em đổi tên thành Bình Luận TV. Đổi tên Bình Luận hả? Hôm nay ba anh em mình sẽ đi tham quan khám phá cái địa đạo Củ Chi. Mình sẽ đi xuống cái đường hầm xem ngày xưa những ông cha mà ông cha mình đã có những cái cách thức mà sao đào được đường hầm để ẩn nấp, để tìm đường trú ẩn với chống lại địch. Mọi người các bạn xem, đây là khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Kính chào quý khách. Welcome to the Củ Chi Tunnel. Như là đây nè, năm sản xuất 1950. Cái này thì nhìn nó chắc ghê luôn. Rồi. Các bạn, mọi người các bạn xem xe tăng này, nhưng mà cái bánh xích nó đã xét một hết rồi nè. Rất là lâu rồi. Đây là xe tăng. Xe tăng kháng chiến của chắc cái này đó mình thu của địch quá. Quá dữ luôn. Đây là chiếc xe tăng. Trong lòng xe tăng nè mọi người và các bạn. Đó, trong lòng xe tăng như vậy nè. Nhưng mà giờ là giống như xe tăng này cũ quá, cái xét hết mục hết rồi. Đó, đây là trong lòng những cái bộ phận trong sắt dày quá anh. Nghĩ rồi sắt dày mà. Quá dày. Đây B40 thụt vô chứa phê gì nó. Dày lắm cả nhà. Dày cũng 4 sắt này cũng dày 4 phân á. Quá dày luôn. Sắt rất là dày. Đã cổ rồi. Thì anh Tùng ơi, nghĩ là cái xe tăng này nó tại sao mà 1950 chạy qua đây lỡ mới 70 năm mà sao nó gì xét dữ vậy ta? Đây có con gắn mối nó lái xe tăng. 1990 hả? Đây trước mặt chúng ta là xe tăng M48 ba tông sản xuất Mỹ, kiếp xe là 4 người, chiều rộng là 6,62 m, trọng lượng là 16,6 tấn, vũ khí mang theo là pháo 90mm, súng máy M2 12,7mm, M73 7,6mm, được trang bị trong quân đội chế độ Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Mỹ tham chiến tại chiến trường miền Nam Việt Nam ngày 9 tháng 3 năm 1965 tại cảng Đà Nẵng, Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, quân giải phóng miền Nam Việt Nam và du kích dùng mìn súng chống tăng B40-41 DKZ bắn trái nhiều xe tăng và binh lính cùng đi cùng. Hiện vật trưng bày tại địa đạo Củ Chi là xe tăng M48 bát tông của địch bị quân và dân huyện Củ Chi bắn trái tại khu rừng làng xã An Nhân Tây huyện Củ Chi năm 1967. Đó, đây là di tích chiếc xe tăng của quân. Nó chạy tốc độ gần 50 cây số luôn nè. Tốc độ 48 km thì cũng gần 50, nhưng mà với điều kiện là đường phải tương đối là chắc bằng phà, không có ổ gạo đồ nó mới chạy tốc độ như vậy. Chiều cao là 3,1 m, dài 9,3 m. Xác nào mọi người? Sản xuất năm 1950. Sản xuất 1950 mà năm nay là cũng mới có 7 mấy. Mà phần ở dưới đây nó bị nước phiền ăn hay sao á? Thì một xét rồi mấy năm mà dưới bị mình thục á, thục banh 70 thục vô á. Nó đứt dây xích. Còn này là gì? Ồ, này là xe thiết giáp chở quân M13. Sản xuất 1950 luôn, được chở được 14 người, chiều rộng là 2,68 m, chiều cao là 2,5 m, tốc độ bơi là 5,8 km, xuất xứ Mỹ, kiếp xe 2 người. Đây là xe thiết giáp.
Xe thiết giáp thì được lội dưới nước được, còn xe tăng là không có lội dưới nước được. Quá dài luôn. Chiếc máy bay cả nhà, quá trời máy bay, quá trời bự. Ồ, quá máy bay này có hai cái cánh, nó có hai cái hai bên là bốn cánh mà cái dục dài quá. Tốc độ của máy bay này là 610 km/h, tốc độ kinh khủng. Tốc độ nó cũng có gần bằng su 50 su ấy thôi. Máy bay C-130 số 005 sản xuất năm 1970. Tổ lái là 46 người, cao 11,6m, rộng 40m, diện tích cánh là 162,1m, trọng tải hữu ích 33.000kg, chiều sản xuất Mỹ, chiều dài là 29,8m, sải cánh là 40m. Cái bay quá trời lớn luôn. Và đây là cái khẩu pháo. Trên máy bay được chứ nôm nhẹ. Đây là máy bay UH-1A sản xuất 1956, rộng là 2,62m, xuất xứ Mỹ, chiều dài 17,4m, trọng lượng không tải là 2.365kg. Tổ lái 2 người, cao 4,39m, có tải là 4,1 4.100kg. Đặc biệt nó mấy cái hợp và độ cứng. Đây là máy bay trực thăng. Áp lực này. Ghế ngồi lái đây nè mọi người. Đó, cái cần này là mình gật ra, cái cần này là mình gật á. Mình gật qua gật lại điều khiển cái máy bay nè, nâng tốc độ cao, độ thấp gì chúi lên chúi xuống nè. Đó, cái cần nè. Giống như cái vô lăng của mình á. Lận lên ngồi lái rồi. Thôi, em dám vô đó ngầu đâu. Có gì đâu sợ. Thấy mình thấy chi tiết, từng chi tiết của máy bay mình cũng thấy rất là... Cái này là xưa là băng ghế nè, băng ghế ngồi ở đây nè, hai bên đó là ghế ngồi. Đây là trước cái mặt chúng ta là cái cổng để đi vào địa đạo Củ Chi. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong và ghi hình lại ở dưới cái địa đạo này cho tất cả mọi người và các bạn cùng xem. Ồ, này nhiều súng quá. Vũ khí là những cái súng giống súng trường, súng gì nè, súng trường, súng đại liên. Đây là cái đèn măng sông ngày xưa nè. Cái này là của Đức sản xuất. Đây là thùng đựng xăng của Mỹ. Hồi xưa là thùng đựng xăng của Mỹ. Những cái vật dụng sâu bằng nhôm ngày xưa. Nó tự tắt não hay luôn rồi. Cũng có rất đông quý khách từ mọi phương tới, từ cả những người nước ngoài luôn nha mọi người các bạn. Có đoàn du khách nước ngoài qua tham quan cái địa đạo Củ Chi này. Đây là những khẩu súng ngày xưa. Súng AK-15, súng Thompson, súng Tenel, súng trường, súng Trung Liên, súng Trung Liên, súng M-30. Đây là máy điện thoại ngày xưa. Này mấy chục năm rồi thì cây nó lớn lên. Hồi xưa là cây nhỏ ít lắm, nhưng mà khi mà đào địa đạo thì dùng những cái lá cây, những cái đứt đó là lắp lên. Chứ này mà cây này sau này là mấy chục năm rồi nó phát triển lên thành một giống như khu rừng vậy. Chứ hồi xưa địa đạo thì cây cũng ít thôi, bởi vì lúc mà quân ngụy nó vô đây nó tìm nó diệt á, thì nó đi nó phải xăm vậy nè, đâu có cây nhiều gì đâu. Nguyên một đứt trống rồi cây nó chọt chọt có chừng hố trong á, mình làm những cái hố trong để gài bẫy nó.
đó, giống như mình đào những cái hầm trong, cái mình lấy một cái miếng dán mỏng cái cây che lá gì mình lắp lên ở dưới là trong, rồi mình lấy mấy cái lá này dưới đất mình phủ lên, thì nó bị sụp mấy lần nhiều lần rồi, nó mới biết, nó mới lấy cây nó chọt chọt, nó đi chỗ nào ngay nghi là lấy cây chọt chọt chứ không nó sụp cái hầm trong dưới. Còn sau này thì bắt đầu mới gần nó mọc cây lên như vậy. Đây bắt đầu mình vô mình vô nhân viên xét vé, mình vô xuống tham quan địa đạo Củ Chi. Cái này hồi xưa là giống như đây là khu đất trống không em? Sau này là sau giải phóng là bị san bằng thành vùng đất trắng. Giải phóng thì cây cối nó tự nó mọc lại thành khu rừng này. Thì ban quản lý giữ gìn thì nó mới to như thế này. Đúng rồi. Trước chiến tranh thì rừng lớn, nhưng mà sau chiến tranh thì bị hủy diệt bởi bom và chất độc hóa học nên là biến thành vùng đất trắng, xã vùng phía bắc của Củ Chi. Sau đó thì tự nhiên nó mọc lại thôi, giữ gìn thì nó to như thế này khoảng 40 mấy năm tuổi thôi. Đúng rồi. Và ghé đi các anh. Giống như một khu rừng xanh, tạo một cái mảng rừng xanh. Một cái khu rừng. Rồi cảm ơn em. Đây là có một cái cây nè mọi người và các bạn, nó uống qua đây, nó dài cong qua, nó uống ở đây, người ta tạo thành giống như một cái vòng cung, giống như một cái cổng vậy. Cũng rất là độc đáo. Bây giờ mình sẽ đi vào cái này, cái cổng này. Đó, giống mình đi qua cổng. Chúng mọi người các bạn cảm thấy như chúng ta đang đi vào khám phá rừng, một khu rừng vậy. Xung quanh rất là nhiều cây xanh bóng mát. Đi vào đây mình thấy nó thanh thản nhẹ nhàng lắm mọi người các bạn. Đây cái rễ cây nè mọi người các bạn. Nó dài như vậy nè. Giống làm những cái sợi dây đu giống như mình coi cái bộ phim Chúa Tể Rừng Xanh đó. Cậu bé rừng xanh. Rồi cậu bé rừng xanh đó. Rừng xanh. Cái này đường đi nhiều quá nó láng luôn. Đất tiếp. Củ Chi. Hôm nay ba anh em du lịch ở bên Củ Chi, địa đạo Củ Chi. Quân đội. Đây là hình tượng những chiến sĩ du kích ngày xưa, mặc áo bà ba và chọn khăn rằng. Nón tai bèo à. Này ba cô gái mà ba cô gái ba cô gái giống như hồi xưa là những thanh niên xung phong rồi đó. Ba cô gái luôn hả? Ba không, ba hai giống nam vậy. Phía sau nam à. Đây là lối vào địa đạo. Xung quanh đây chúng ta thấy một khu rừng rất là nhiều cây xanh bóng mát. Đi vô đây cảm giác không có nắng luôn đó mọi người và các bạn. Chúng ta được nghe một bản nhạc rất là hay thời cũng trước giải phóng là trước 1975, Mùa Hoa Lê Kê Ma Nở. Này là cái mô hình địa đạo này không? Đúng rồi nè. Ở đây là đầu tiên là cái hà xuống nè, phải không? Cái nắp nè, đó cái nắp này xuống nè, đó là lòn xuống đây, đó là cái hầm trong. Còn mình phải có cái hơi lót gì mình đi qua đây, còn địch nó không biết nó lọt xuống hầm trong này. Nếu mà nó vô nó muốn tìm cái địa đạo này đó, nó diệt mình đó, thì nó lọt xuống hầm trong này đó. Mình phải có đường này đó, mình đi đây, có nắp mình dở đây đây. Hả? Đây, lúc về trước là xưa là trên này là toàn một cái đồng bằng trắng luôn, trắng đó luôn. Trên. Nó hồi đó địch quân địch Mỹ nó thả bom mà địch tiêu diệt cây cỏ được mọc cũng được luôn á, giống như thành một cái đồng trắng vậy đó. Nó diệt hết để nó phát hiện mình dễ á, nó không cho cây mọc luôn, thành một khu đồng trắng. Dạ mấy anh ơi, mình xem phim đi ha, một tí mình xem xét mình nghe. Đây là những ngõ ngóc ngách nè, có những chỗ mà thấp nhỏ là các chiến sĩ du kích phải bò trường chứ không có đi được luôn.
phim tư liệu. Đây có hai thành viên đang xem phim tư liệu đây. Khán giả. Khán giả. Xem phim tư liệu. Mảnh đất nhỏ hẹp 150 km², với hệ thống đường bộ, đường nước thông thương, trần trịch như mạng nhện, nằm dài trên đường số 8, sát nách Tây Bắc thành phố. Đây là bản đồ. Trung tâm đầu não của Mỹ Ngụy. Con cửa đồng dù suối cục. Là nơi chính quyền Sài Gòn tập trung dân lại để kiểm soát và khống chế, hay còn gọi là ấp chiến lược. Màu xanh đậm trên sơ đồ là những căn cứ và đồn bót của Mỹ Ngụy trên đất Củ Chi, có trên 200 căn cứ quân sự lớn nhỏ. Đặc biệt có căn cứ Đồng Dù là căn cứ lớn nhất, do sư đoàn 25 của Mỹ chiếm đóng với biệt hiệu là tia chớp nhiệt đới. Những đường viền đen nằm trên nền đỏ là hệ thống địa đạo chiến ở Củ Chi, được nối liền và trải rộng trên 6 xã giải phóng ở phía Bắc. Những chấm đỏ là thể hiện hàng vạn ổ chiến đấu trên vùng đất này. Đường màu xanh chạy dọc bên đây là sông Sài Gòn. Địa đạo Củ Chi đào đầu tiên tại xã Tân Phú Trung và xã Phước Vĩnh An vào năm 1948. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, địa đạo có một tầng sâu khoảng 3 mét và dài 48 km. Có cấu trúc đơn sơ, chủ yếu là dùng để ẩn nấp và cất giấu tài liệu. Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Mỹ sau đồng khởi năm 1960, Thành ủy và Huyện ủy Củ Chi đã phát động phong trào đào địa đạo trên các 6 xã giải phóng phía Bắc Củ Chi. Địa đạo trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ được liên hoàn ấp liền ấp xã liền xã trên một vùng đất cao. Trải qua 20 năm, vừa chiến đấu vừa đào địa đạo, quân và dân Củ Chi đào được trên 250 km đường hầm. Đào chủ yếu là bằng sức người, với dụng cụ đào là cây và cuốc như thế này. Ngoài ra thì không sử dụng một phương tiện máy móc nào khác để hỗ trợ. Trong suốt cuộc chiến tranh, quân Mỹ đã thả xuống Củ Chi gần nửa triệu tấn bom, ước tính trung bình 1 m² trên đất Củ Chi hứng chịu khoảng 3 kg mảnh bom đạn lớn nhỏ như thế này, và 124 g chất độc hóa học, trong đó có chất độc dioxin. Để biết thêm về cấu trúc địa đạo như thế nào, mời đoàn xem qua mô hình địa đạo Củ Chi. Địa đạo thông thường trên một vùng đất cao và có 3 độ sâu. Độ sâu thứ nhất cách mặt đất khoảng 3 m. Độ sâu thứ hai cách mặt đất 4-6 m. Độ sâu thứ ba cách mặt đất đến 10 m, có nơi sâu đến 12 m. Từng đoạn địa đạo có những lỗ thông hơi để đưa không khí lên xuống địa đạo. Trong địa đạo du kích đặt nhiều hầm trong, bình thường du kích sẽ lót một tấm dán để qua lại hoạt động. Khi phát hiện có đối phương xuống được địa đạo, du kích đi qua rút dán, sau đó ngụy trang đối phương sờ ý lọt xuống hầm trong. Đặc biệt trong địa đạo du kích đào những đoạn eo nhỏ hẹp chỉ để người Việt với tư thế nhỏ con có thể qua lại được, còn người Mỹ cao to thì không thể nào qua lại. Đây là một trong nhiều giếng nước dưới địa đạo sâu khoảng 15 m, dùng để sinh hoạt ăn uống. Bởi vì trong thời gian này mọi mầm sống và giếng nước trên mặt đất hầu hết bị phá hủy. Hầm tránh bom cấu trúc hình chữ A, hầm này có tác dụng là chống sập đất khi bom pháo nổ gần. Đây là hầm hội họp và làm việc, hầm ăn, được nói liền với bếp nấu dấu khối, hay còn gọi là bếp khoan cầm. Khoan cầm là tên của người chiến sĩ đã sáng tạo ra bếp này trong chiến dịch hòa bình năm 1951. Đặc điểm của bếp này là khi nấu ở đây, khối sẽ theo ống dẫn khối vào những ụ chứa khối. Ụ đi đây sau ụ khác, khi khói đã đến mặt đất chỉ là hơi nước bay là đà, máy bay và người không phát hiện được. Đây là hầm nghỉ ngơi khi chưa chiến đấu, hầm dự trữ lương thực và vũ khí để sử dụng lâu dài. Dọc theo hệ thống địa đạo du kích đào hàng vạn các ổ ổ chiến đấu. Các ổ chiến đấu này luôn luôn được nối liền với chiến hào bên trên mặt đất. Phía trước các chiến hào du kích đặt trong mìn và cạm bẫy dày đặc từ gần đến xa để tiêu diệt đối phương. Khi phát hiện đối phương đến gần khoảng 20 m mới nổ súng. Do đó thường mỗi ổ chiến đấu bố trí từ 3-5 người, nhưng có thể tiêu diệt được hàng trăm đối phương trong một trận can. Từng đoạn địa đạo được nối với nhau bằng một nắp bí mật. Nắp này có tác dụng là ngăn bỉ bơm nước và chất độc khi phát hiện và bơm xuống địa đạo, và chống sập dây chuyền khi có bơm pháo nổ trên mặt đất. Tùy theo dáng đất và địa hình, địa đạo có một vài đoạn ra được sông Sài Gòn. Tuy nhờ có hệ thống địa đạo chiến này mà quân và dân Củ Chi đã bám trụ vững chắc trên vùng đất giải phóng, đánh bại mọi quân binh chủng nào của Mỹ trên vùng đất Củ Chi. Phần giới thiệu sơ lược đến đây là hết ạ. Trước khi đi tham qua thực tế đường hầm, xin lưu ý với đoàn: nếu như trong đoàn anh chị nào có tiền sử về bệnh tim mạch, huyết áp, hen suyễn, say sóng tàu xe, hạ canxi, sợ bóng tối, phụ nữ mang thai thì sẽ không đi tham quan đường hầm, chỉ đi tham quan những không đoạn bên trên để đảm bảo an toàn. Dạ, mình kiểm tra lại đồ đạc cá nhân trước khi rời khỏi hội trường.
mời đồng qua lớp bên đây và hướng dẫn sử dụng tham quan thực tiễn. Một chúng ta mỗi chân thì khép lại rồi, bây giờ chúng ta chuyển ở vòng hai, vòng mỗi lưng. Hai vòng nó cộng lại tối nay chúng ta ngủ ngon. Khỏi ngủ, thức ngủ không? Rồi chúng ta đi. Chuẩn bị tinh thần. Xuống hầm. Cứ một điểm như vậy thì hướng dẫn sẽ giới thiệu cho đoàn. Đầu tiên thì mình sẽ vô mình tham quan lại giếng nước trong địa đàng. Đây là giếng có độ sâu là 15 mét, là nơi cung cấp nước cho chúng ta ăn, ở, sinh hoạt và chiến đấu. Sau đó nha, mình sẽ thử đoạn thôi, khoảng 15 mét. Chúng ta đi với tư thế là khom lưng. Nhưng mà mình lưu ý, vô trong cái địa đạo nó còn có ngã ba nữa. Thì khi chúng ta vô á, đụng cái ngã ba đầu tiên á, thì mình rẽ bên tay trái dùm hướng dẫn. Và mình sẽ lên khu vực hai lá bên kia. Chúng ta không rẽ phải nha, ở trong đó nó có đèn và không có đèn. Có đèn thì mình đi, còn cái chỗ nào không có đèn á, thì chúng ta không vô nha mọi người. Thì rẽ bên phải chúng ta không rẽ. Rẽ phải là mình xuống tầng 2 và tầng 3. Một lát nữa chúng ta đi sau. Thì mình đi là mình đi khom lưng, do đó hướng dẫn xin nhắc lại với đoàn thành viên là có vấn đề như là tim nè, huyết áp nè, hoặc là chúng ta không thể khom lưng được á, thì chúng ta tham quan ở trên để đảm bảo sức khỏe. Đây là cái bậc tam cấp, chúng ta cắt cái địa đạo ra, mình thiết lưới bậc tam cấp và mái lá để cho mọi người đi cho dễ thôi, chứ không phải đây là cái lối vào nguyên bản. Một lát nữa mình lên á, thì hướng dẫn sẽ đưa qua cái lối vào nguyên bản luôn. Rồi bây giờ thành viên nào mà chúng ta đi hầm nha, thì mình theo hướng dẫn cho biết. Còn nếu mà chúng ta không xuống không á, đi quá. Thì mình cho chúng ta để đoạn tí. Còn thành viên thì chúng ta tải rất là nhiều thứ. Bây giờ qua tới đây thì xuống thành. Nói rồi thì đó đều có đường biển mà. Đây, 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 đây. Đây, đây, đây. Đây rồi. Bây giờ bước là dẫn cả đoàn xuống dưới đi khum lưng nhanh Tùng. Ừ, thì khum lưng đó đã anh có thì... bệnh tắc kinh xương gì không? Thì khi khum lưng chứ anh lần xuống dưới lên đường lần không đi hả? Không đi hả? Đi đi cho biết có huyết áp gì không? Tới đây rồi. Ừ, đi đi cao quá không nhiều chút kia mình tính sao đi xuống đi. Ưu tiên anh đừng đi trước đó. Có huyết áp gì không? Đâu sao đâu này có gì đâu huyết áp. Mời chứ. Sợ chứ huyết áp thấp đâu sợ đâu. Nó có đèn mà hết mà đâu sợ đâu. Sợ nữa. Có đèn pin mà lấy ra thử coi. Biết đèn pin bỏ đâu rồi. Đi đi xuống đi. Không xuống thì em xuống trước nha. Sao nè. Rồi anh xuống đi anh quay cho. Đi phải khum lưng vậy thôi. Nó bây giờ mình và mọi người sẽ đi xuống cái hầm này. Cũng cái cũng hước cái dốc, cái đường nó trơn trượt, đi phải khum lưng nha mọi người. Cái chân đụng đầu đi phải khom, cái này xuống đây hơi thấp đi khom chân hơi đụng đầu. Ờ, cái này nó còn hầm dưới nè, cái này là cái giếng nè mọi người, cái giếng nước nè, nó dưới đây đào sâu dưới đây để lấy nước lên sinh hoạt á. Đi nè, đi nè, xíu là không theo đoạn rồi qua thì cũng lưng rồi. Anh đi trước em chạy nhiều chút xíu nha mọi người. Thì không không nhiều lắm á, cái này nó cao chừng cao chừng chừng mét à, không cái này khoảng cỡ mét à. Mét à, mét mấy à? Không chừng mét rồi chứ hồi chắc mét mốt mà cái bề ngang này thì mình nghĩ chắc cái đường 6 tấc à, cái đường hầm này là bề ngang chừng 6 tấc bề cao khoảng là mét mốt, đi phải không chứ đi là đường lên đây và chia nhau ta chia đúng rồi. Ở đây là trong còn được cái đường hầm nữa mà không có cho đi, mình sẽ đi ra cái đường này được lên. Cái này là để chỉ tham quan một cái đoạn ngắn dưới cái giếng nước thôi. Thấp quá. Chúc cho mình đi sẽ đi cái khác. Thấp quá hả? Bậc thang thấp quá mà chạy ra. Đó có ông bậc này nó tới mười mấy bậc rồi. Nhảy xuống luôn hả anh? Dạ, chúng ta sẽ đi qua cái nắp nguyên bản. Còn cái này là người ta để phục vụ mọi người thôi, cắt cái miệng hầm ra, cái bậc tam cấp. Cái lá này là lá trung nguyên. Nếu là mình chui xuống lá này, lá ngày xưa của mình nó có tác dụng là bắt cháy lan, chống cháy lan á. Ví dụ như khi thả bơm xuống á
thì cái này á nó bắt lửa rất là chậm, chúng ta có thời gian chúng ta sẽ dập lửa được hơn. À, đó, đây là lá trung quân của mình. Lá trung quân. À, nó không bắt lửa à? Đi rồi để tiếp tục. Lá này hay quá ha. Ừ. Lá này lá trung quân chống lửa nha mọi người. Khi địch thả bơm xuống thì nó không có cháy. Mời cả đoàn mình hướng lên đây, chúng ta tham quan cái ổ chiến đấu. Tại vì địa đạo Củ Chi của mình còn gọi là địa đạo chiến nữa, và mình dùng để đánh trận. Cứ trung bình một cái ổ hoàng thượng chúng ta sẽ chứa. Anh tưởng còn chứ. Nếu mình để không như vậy á, chỉ cần mình bắn một phát thôi là địch nó áp sát vô liền, và chúng ta trở tay không kịp. Mình dăng bẫy ra đó, còn khi nó đến đây á, là người ta rút đi bằng cái cửa bí mật. Bây giờ mời các bạn qua đây chúng ta xem. Cái hố này chứa được 5 người. Cái này cái hố nè các bạn. Đây là một cái đây mỗi lần chứa được 5 người. Để lên và xuống địa đạo Củ Chi, nó chỉ nhỏ như thế này. Nó tầm 40 cm. Nhưng mà ở đây người ta có quy ước là dùng chiến đấu. Cái người cuối cùng người ta xuống hầm á, người ta sẽ cài một quả lựu đạn nằm ở đây. Khi mà địch nó đến nó mở á thì một là mình diệt, hai là chúng ta xóa nó vô ngay từ đầu. Đây là bề mặt, mình tính ở tầng thứ nhất. Còn mình muốn xuống tầng 2, dỡ nắp tầng 2 mình xuống, tầng 3 dỡ nắp xuống tầng 3 chúng ta xuống. Rồi, bây giờ trong đoàn chúng ta ai thử qua đây? Ai thì lọt vô được. Trong đoàn của chúng ta có thùng dọn. Lọt nổi. Đây là cái lối lên và xuống quy đạo Củ Chi của mình á. Chỉ nhỏ và lớn thôi. Tại vì lính Mỹ là trung bình chúng ta thấy là nó khoảng là 1m8. Vậy đó được rồi, nó có 80 cm à. Nó vô cũng rất là khó, rất là khó chứ không phải đơn giản. Nhưng mà cái này là đường là người ta lính lên xuống. À, hay du kích mình sử dụng. Du kích mình sử dụng. Chúng ta xem tư liệu là mình thấy cái cửa du kích chúng ta xuống là thường người ta lách cái hông. Lách cái hông để mình xuống cho nó dễ. Xuống cái lách cái mới vô xuống được. Thì, tới cái vai nè, cái vai mình to đó thì mình đưa cái tay lên thì cái vai chúng ta nó hẹp lại và tự động chúng ta xuống hầm sẽ dễ hơn. Nhưng mà cái người đầu tiên xuống là lúc nào nó cũng dễ. Tại người ta không có đóng nắp. Còn cái người thứ cuối cùng á là người ta đóng nắp lại và còn cài lựu đạn nữa. Rồi bây giờ đầu chúng ta thành viên nào thử qua đây ha. Thử. Đi xuống sâu không anh? Cái này em đi có khoảng 5m, em sẽ lên cái nắp bên tay phải đó. Bên tay phải chúng ta có một nắp để cho mình lên. Anh Tùng cầm nha, em thử coi. Em bự quá, em sao đâu mà hư sao được vô được không được đâu. Bự quá thì vô được. Không? Sức. Sao? Được. Đây, rồi, đây là chịu. Chúng ta hai bên chúng ta thử nha. Chịu. Chịu thử xuống hầm. Bây giờ nè, bây giờ phan rồi. Bây giờ bạn đóng nắp nha. Rồi trước khi đóng nắp á là người ta sẽ phủ lá lên trên đây trước. Trước khi đóng nắp phải phủ lá. Nhưng mà lưu ý khi mà chúng ta bỏ cái nắp lên đó là phải thẳng tay, không được nghiêng. Mình nghiêng một cái lá nó sẽ rớt đầy đầu mình đó. Là phải bỏ lên thẳng tay, thẳng tay lên. Thẳng lên, thẳng tay lên, thẳng lên thì cái vai. Từ. Rồi hạ xuống, rồi sau đó chúng ta quẹo bên phải. Cứ giữ cái lập trường nha, đừng có cong tay. Đó. Không cần nhanh đâu, mình cứ chậm chậm thôi, bữa nay không có địch đâu. Hay quá. Ở đây mình còn lợi dụng cái đặc điểm của gỗ khi gặp nước. Tại vì mình thấy trời mưa mà trong địa đạo không có nước. Tại vì cái tầng này chúng ta lấy cái gỗ nó sẽ nở ra khi gặp nước. Do đó là chúng ta sẽ hít cái khe là nước không có xuống tầng 2 và tầng 3 đó. Mình sẽ lợi dụng cái đặc điểm đó. Trong đoàn của mình có ai còn thử nữa không? Rồi mời em. Có là đi bên đâu qua vậy? Em rẽ bên phải đi. Để em mở cái nắp bên phải cho em lên. Trời ơi, đóng nắp lại. Thôi khỏi đóng đi. Sâu quá, đi xuống hay quá. Cạn mà. Các bạn nào thử nữa không? Rồi. Chỗ đây là chỗ đáng để thử nè. Mình có cảm giác là lúc xưa là Vinh của mình một cái ý tưởng thật là độc đáo luôn. Đây là chịu đó là chui xuống hầm, chui xuống hầm. Làm đặc công được rồi đó. Sau này làm đặc công được rồi đó. Được không? Được. Ví dụ như khi mà lính Mỹ nó bỏ bơm xuống á, ngay cái nắp hầm của mình á nó cũng sập, nhưng mà nó chỉ sập khoảng là 15 đến 20 mét thôi. Tới cái ngách nó sẽ giảm được quả bơm lại. Chúng ta giữ được hàng trăm mét kia. Đó là cách chúng ta đào hầm. Đây kia mới là tầng 1 nha, lát chúng ta còn tầng 2 nữa.
Đúng rồi. Nhưng mà đèn dầu á, chúng ta xài là phải tính oxy. À, nếu không có oxy nó tắt. Nó không có nhiều, mình đốt nó nhiều quá là chúng ta không có oxy để thở. Còn nếu chúng ta xem tư liệu á, mình quan sát kỹ lắm chúng ta mới thấy được cái đèn. Cái đèn người ta bưng bằng cái chung nước có bên lớn. Đúng rồi. Ví dụ 5-6 người người ta chỉ bưng con cái à. Là mình đi, thì đi trước á, đi trước. Đi là tướng hiệu chiếu đòn của mình đông như này thì chúng ta có hai cái. Một người đầu và một người chính giữa để mình có thể là mà thời đó đâu có đèn cày hả anh, đâu có đèn cày phải không? Đèn cày mình cũng hạn chế đó, chứ không phải là có nhiều đâu. À. Đó, ví dụ như là chúng ta xài là thường thường ví dụ đánh lính Mỹ á, nó có cái đèn quá á, mình thu lấy cái đó lại mình xài trong đường hầm. Nhưng mà lâu ngày cũng hết pin. Nãy bên dùng vậy không? Dạ đúng rồi. Đó, khi cái cổng vô là chúng ta thấy là một hàng trong liên tục thẳng tắp. Trong đó là chúng ta dùng để chống càn. Cái này chúng ta cùng dùng để chống càn nữa. Đây hầm trong. Dùng thêm nữa. Và chúng ta làm địch mất nhiều thời gian. Ví dụ khi địch hành quân sang á, thì chúng ta rõ ràng là không có thể là dễ dàng thấy như thế này. Nó giống như là cái mặt của mình như vậy đó. Hủ lá lên không à? Nó đạp xuống á. Thì cái nắp của mình nó quay như thế này nè. Chúng ta gọi là trong quay tự động. À. Đó, trong quay tự động. Đó. Đầu tiên á, thì chúng ta có thể là tiêu diệt được nó, nhưng mà cái chính ở đây nha, và chúng ta đánh mà tâm lý. Và cái thứ hai nữa là chúng ta buộc đội hình của lính Mỹ di chuyển chậm lại. Lúc đầu nó đi hành quân á, thì đi rất là nhanh, tại vì nó chưa vướng phải cái hầm trong của mình. Còn khi nó vướng rồi á, một tên mà nó lọt xuống đi, mà nó la chừng nào thì những tên ở trên nó sợ lung chừng đó. Và cái thứ hai nữa là khi lính nó sẽ đi từ từ lại, nó đi chậm lại. Trong chiến đấu mà đi hành quân chậm thì mất thời gian, thì đồng nghĩa bộ đội chúng ta sẽ có thời gian, đó là cách chúng ta đánh. À, cuối tour chúng ta sẽ được tham quan nhà trưng bày trong rất là nhiều và rất là nhiều kiểu ha. Cái này nguy hiểm, chúng ta đi ha, mình không thử nha. Đúng rồi. Này không ai dám thử. Nếu mà chúng ta đào hầm Củ Chi á, từ điểm A tới điểm B chúng ta đào khoảng 100m thôi, thì khi nó thả bơm xuống là 100m nó sập hết. Còn mình đào hầm Củ Chi là chúng ta đào thêm một cái hình chính xác. Chính xác giống như cái đường chiến hào của mình đó, cứ khoảng 20m chúng ta rẽ một cái, 20m sau mình rẽ một cái nữa. Khi nó đến cái hố mà cái có cái ngã rẽ đó, nó giảm cái lực vỏ bơm lại, nó chỉ sập có khoảng nhiêu đó thôi, mình giữ được. Và chúng ta có thể là vừa giữ được đường hầm nè, mà chúng ta vừa đỡ thiệt hại về con người nữa. Đó là cái quy cách chúng ta đào hầm. Và đặc thù ở đây là cái chất đất Củ Chi, nó là một cái đất sét và nó có đá tổ ong. Nó sẽ hạn chế được độ rộng nè và độ sâu của B52. Nếu mà cái bơm này nó quánh dùng đất khác thì các bạn nó sâu còn hơn nhiều cái vị trí này nữa. Bây giờ chúng ta sẽ vô cái hầm giải phẫu. Đây là hố bơm Mỹ thả bơm B2 xuống tạo thành một hố rộng vậy nè mọi người các bạn. Vô không? Cái này thì tối mát. Vô trước đây. Đây là cụm hầm quân y. À, các bạn để ý thử nha. Lát lên nè, ở đây chúng ta có bác sĩ truyền nước biển. À, đây là hầm giải phẫu. Nhưng mà nước biển hết rồi. Ngày xưa là khi nước biển mà mình không có, chúng ta có sử dụng nước dừa. Thì chúng ta thấy nước dừa cũng được, thấy được hay. Nước dừa non á. Nhưng mà sử dụng cái nước dừa non cũng khá là cực và chúng ta không có động. Nhưng phải lọc gì không anh? Và khi mình lắc á, nó cái cặn á, cho nên chúng ta sử dụng cái đó cũng, đó là những cái trường hợp mà bức bách. À. Chúng ta có thể là cấp cứu gấp quá đó, rồi mình sử dụng. Và một cái phương pháp nữa rất là hay cả nhà, một cái bàn. Như là phương pháp gọi là truyền máu hoàn hồi. Truyền máu hoàn hồi tức là chúng ta sẽ lấy máu của chính đồng chí này nè, ví dụ đồng chí này bị thương, mình đựng lại và chúng ta sẽ qua phương pháp lọc đó và chúng ta truyền trực tiếp lại. Thành viên nào mà trong ngành y á, chúng ta nói phương pháp truyền máu hoàn hồi thì chúng ta sẽ hình dung thì họ dễ hơn. Mình hiểu đơn giản là lấy máu của chính đồng chí này mất, chúng ta lọc và phương pháp đó và sẽ truyền lại. Tại vì trong chiến đấu mà cái lượng máu mà chúng ta phù hợp với đồng chí này nó rất hiếm. Đó là những cái phương pháp này chúng ta cứu được đồng đội của mình rất là nhiều. Đó. Rồi bây giờ mời đoàn chúng ta sẽ qua cái hầm cuối cùng, chúng ta đi tầng 2. Đây là cái mô hình truyền máu cho những chiến sĩ bị thương. Giờ là chúng ta mở rộng cái phần máy lá ra để cho mọi người đi tham quan cho nó nhìn. Tại vì khi đi đạo á, là không phải ai cũng xuống đường hầm. Ví dụ có những cụ lớn tuổi. Đây là cái tủ đựng những dụng cụ y tế. Mở rộng lên tí. Khoảng năm mấy là không xuống được.
rồi hồi sáng hướng dẫn mới đưa hai cụ 90 tuổi hướng dẫn luôn nằm đây luôn trời dám nằm đi từ ngoài Bắc vô giờ cỡ nào thì chú em mình ráng kiếm cho chú đi cái hầm ra ăn ráng. Lúc đầu là dự định đi góc hầm thôi. Đây là những chiến sĩ bị thương, được hai chiến sĩ khác cõng nằm trên một cái võng. Ráng đưa cụ đi đặng lấy cái hơi của cụ mình ráng mình sống 90. 10 mét. Sau đó nếu mà chúng ta còn khỏe thì mình xuống tầng 2. Tầng 2 của mình nó dài 50 mét thôi, không có nhiều. Nhưng mà chúng ta lưu ý là xuống tầng 2 thì đường hầm nó sẽ nhỏ nhỏ lại một chút. Cái đó chúng ta xác định vô tầng 2 rồi á, là chỉ có con đường thôi nha, một tiếng không có lùi. Đó, và đặc biệt là vô trong cái đường 2 đó đó là chúng ta tuân thủ là quy định rất là nghiêm ngặt của địa đạo Củ Chi. Bạn lưu ý nha, là chúng ta tuyệt đối là không có đánh bơm trong cái đoạn này, đoạn nặng lắm. 5 mét, 10 mét chúng ta có thể khống chế được, nhưng mà 50 mét chúng ta tránh tình trạng mà không khống chế nha. Nguy hiểm lắm. Thiếu oxy, chúng ta thiếu oxy. À, chúng ta men theo cái lối mòn này, chúng ta di chuyển lên cái mê la thứ ba đó, chúng ta để đầu tí xíu nha. Chậm luôn này đi. Sao vậy? Máu vừa phát đạn cái là liên. Rồi, con máu đi. Rồi. Em, anh đi thẳng lên mê la thứ ba, em dạy đi nha. Anh lưng xuống không? Không. Sao vậy? Anh tập xuống đi. Ủa bỏ cuộc là sao? Bây giờ mình đi. Cái tầng hầm. Ngày xưa không làm là đặc nhiệm nữa rồi, vậy là không làm đặc nhiệm nữa. Okay. Đây là anh Bình Định TV đã bỏ cuộc giữa chừng luôn mọi người. Mới có lên xuống mặt đạo một cái tầng trên thôi mà. Em mới đã chiến đấu hết mình. Này ngắn mà, đường này ngắn. Đây là mình đang đi xuống cái đường hầm dưới địa đạo Củ Chi. Đó, và đây là làng qua đây. Anh chủ nhiệm của Bộ Tư lệnh. Bộ Tư lệnh. Tức là lãnh đạo của chúng ta sẽ hội họp trong hầm này. Đó, thì mọi người thấy là chỉ có 5 thành viên thôi. Bởi vì những căn hầm chúng ta đến là nơi nghỉ ngơi và làm việc của Tư lệnh, rồi chính quỹ, và chúng ta còn có phòng phó chính quỹ nữa. Mọi người thấy là trong phòng họp của chúng ta nó đâu có sáng rõ đâu, nó chỉ sáng mờ mờ thôi. Đó. Vậy là chúng ta đang bảo là thời xưa. Xưa đèn. Đó, nếu không cái có đèn là tượng trưng cho đèn. Tượng trưng thôi, đèn. Đó. Còn đèn mình thắp sáng á, thì cũng được. Mà lúc đó chúng ta không có oxy trong địa đạo. Cho nên là mọi thứ là mình sống ở trong đường hầm á, là nó phải tính toán nha. Cái đó là túi lương thực. Còn một bên đó, đó là ba lô của du kích và khẩu súng AK. Súng, đây là súng. Trang thử được không? Đây là súng AK nhưng mà mô hình thôi. Đây là ba lô. Ba lô của các chiến sĩ hồi xưa. Đây là hầm trong này chứ. Hầm trong bãi địch. Chúng ta có tổng cộng 4 cái, nằm ở 4 góc. Tại vì mình cũng sẽ tính toán vấn đề là nó sẽ chung dục. Chung dục cho chúng ta sẽ dàn bãi ra trước. Thường á, theo cái phương án á, ví dụ đây là cái đường mà địch nó ra. Thì cái đường hầm của mình nó tối ôm mà, cho dù nó có mở đèn để chăng nữa nó cũng không dám bước đến. Nó sẽ thường thường nó sụp tựa cái lưng vô đây nè, nó tựa lưng vô đây. Nhưng mà khi lính nó xuống địa đạo mình á, nó không có cầm súng dài mà nó cầm súng ngắn. Như vậy nó sẽ men trên góc đó đi, theo cái cách hành quân của nó thì sẽ men theo cái bức tường đó. Thay men theo bức tường. Và nó sẽ lọt xuống hầm trong. Nhưng mà mọi người để ý là chúng ta chỉ đầu nhỏ thôi, không có đầu lớn. Mình đầu lớn mình tốn công, có gì mình phải xử lý nữa. Đầu nhỏ là chỉ cần nó bị thương thôi, chúng ta chỉ cần bị thương. Đây là hầm trong, trong ban chỉ huy. Và chung vô địa đạo Củ Chi của mình là gặp cái gì? Có miền. Cái này lúc có dầu làm bằng cái tre. Tre thì đó, chuyện cây tre, cái trong á, cái hầm trong đó, những cây trong cây tre đó. Hầm trong. Chắc lắm. Chắc. Chủ mấy cây này chắc lắm. Nhỏ mà không thấp nữa. Nó không có mục, khó mục lắm. Mình đốt lên đó, mình thui cho nó đen đó, và trong mới mọt. Chúng ta xài nó lâu hơn, nhưng mà sau này là cây trong này là chúng ta không sử dụng nữa mà chúng ta chuyển sang sắt. Sắt này mình lấy từ mảnh bơm đó, ví dụ như nó thả bơm nó văng ra đó, mình lấy cái mảnh bơm nó về mình đưa vào rèn, người ta rèn cái trong bằng sắt, mình sử dụng lâu hơn và hiệu quả của nó sẽ tăng lên nữa. Bây giờ ai mà mệt nha, con đường này là mình đi lên à, nó 2 mét thôi, con đường này là 50 mét, dẫn chúng ta đi xuống hầm chính quỹ. Rồi bây giờ trong đoàn của mình có ai lên không? Sao xuống đây là mộng hướng nãy nói rồi không có được lùi. Nếu mà chúng ta nếu mà có như định quay đầu trở lại thì mình đi cuối cùng quay đầu còn kẹt.
Rồi bây giờ đi nha, chúng ta lưu ý về khách sạn nha. Được. Thì hiện tại là chuyện sẽ đi theo anh hướng dẫn em đi theo cây trọ mà tầng 2 đúng không anh? Ờ, xuống tầng 2. Xuống tầng 2 á. Thì mình tiếp tục cuộc hành trình đi xuống tầng hầm thứ hai, dài khoảng 50 mét, thì cái này hơi khó đi. Ai mà có bị huyết áp hay gì kia đó, tim mạch thì không nên đi theo cái đường này. Cái đường này nó thấp hơn cái đường hầm nãy nữa, cái chiều cao của này chắc chừng 8 mét, cái 8 tấc. Mét mấy hả? Tại mét mấy hả? Mét mấy à, cũng muốn mét mấy hả? Thì em đứng thẳng lưng với cũng tới cái bụng em mà. Cũng cỡ thì cũng cỡ mét mét mốt gì thôi à, chứ đâu nhiều. Xuống sâu nha mọi. Tại mình đi xuống nhầm sâu xuống nữa, lọt xuống cái đường rất là khó đi, nó trơn trượt. Chúng ta phải đi khớp nha mọi người. Nói chung thôi đụng đầu. Mệt á, trong đây còn cái đường hầm xuống dưới nữa hả? Ôi, cái này có một cái nách nè. Trời, mọi người các bạn, thấy cái lỗ này thứ nhỏ, chui qua rất là khó, cái chân cẩn thận đụng đầu. Tính đặt chuẩn lên trước. Bây giờ mình sẽ lên bếp hoàn cầm, chúng ta rửa mặt rửa tay mình nghỉ ngơi. Xong đúng không ạ? Tính bỏ cuộc à? Mới tập thì giảm chút xíu rồi. Mệt chứ rồi. Mệt. Thở. Tự nhiên mình đi đó mình thấy khum khum cái giò nữa. Đâu đi thẳng được. Lúc trước chỉ có như đây đó đó. Ừ. Cái đường lên như đây. Sau này nhỏ lắm, giống như cái nắp này. Rồi thôi. Mình lọt xuống nhảy xuống thôi. Sau này muốn làm cho vui phát triển du lịch nên ta đào thêm. Chứ hồi xưa là cũng giống vừa một người nhảy lên nhảy xuống. Này là quán đi cái đụng đầu lên. Tét đầu. Cái đi khum khum đụng đầu cái. Đó u đầu. Đỡ không ảnh nè. Đi xuống chui đi không giờ lên thở nè. Rồi tới con khu nghỉ chân, mừng quá mọi người ơi, tới khu nghỉ chân rồi. Rồi rửa tay đi đây. Đây là món đặc sản ở địa đạo Củ Chi. Là khoai mì chấm muối đậu. Đây. Hồi xưa bà đợi chúng ta ăn cái này để đi đạo đó. Rồi, khoai mì chấm muối mì hả? Đó. Ở đây chúng ta có đường, có đường, muối, đậu phộng. Cái này mà có dừa nạo nữa rồi bá cháy luôn. Rồi xong. Trời ơi, mà thôi đi cho cái mà cứ vô nữa. Rồi thổi đào luôn á, ăn xong nằm luôn hả? Bên điện thoại. Rồi quay. Các bạn rửa mặt rửa tay đều qua đây các bạn.
Đây là món ăn ngày xưa nè cả nhà. Đó. Mời các em ngồi. Chúng ta tự nhiên nha. Đây là khoai mì đường, khoai đậu, đường đậu phộng. Này mà có nước dừa vô nữa là thôi bá cháy, ăn xong rồi ngủ luôn khỏi đào hầm. Cháy gì đâu. Chạy khỏi đào hầm. Thôi chạy hả? Nào đó địa hầm này. Đây cũng đi. Một trải nghiệm rất là thú vị á. Đi ở trong lưng ha. Đi trong lưng mệt thì nhưng mà cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Ngày xưa các chiến sĩ mình rất là cực khổ, có công có sức đào hầm để đánh đại giặc, để cho thế hệ sau chúng ta mới có cuộc sống tự do và ấm no như ngày hôm nay. Mình cũng rất là cảm ơn, ghi nhớ những cảm ơn của các chiến sĩ ngày xưa. Em thấy là người ta có một cái tính sáng tạo mà đào địa hầm như thế này. Đúng rồi, thì có cái bạn thì mang rồi.